Xin chào các bạn khán giả của Ai Việt Nam. Các bạn thân mến, khi đại dịch COVID-19 mới bắt đầu nhen nhóm và bùng lên ở một số quốc gia như Mỹ, Italy, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nhật Bản, thì đất nước Việt Nam của chúng ta được đánh giá là một trong số những quốc gia có công tác phòng dịch tốt nhất thế giới khi số ca mắc rất ít, dù ta ở cạnh nhiều quốc gia đang là tâm dịch. Vậy nhưng kể từ khi biến chủng Delta xuất hiện, nó dường như đã đánh đổ mọi nỗ lực mà Việt Nam gây dựng từ trước đến nay. Đứng trước nguy cơ vỡ trận vì dịch bệnh, nước ta đã liên tiếp đưa ra những chỉ thị siết chặt nhằm chống dịch. Một trong số đó là việc chính phủ yêu cầu ngành y tế đẩy mạnh mở rộng chiến dịch tiêm chủng toàn dân, một chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Chính sự chỉ đạo tài tình trong cách tổ chức tiêm phòng vaccine cho người dân cũng đã khiến công cuộc chống dịch của Việt Nam được báo giới nước ngoài chú ý tới. Nhà báo Mỹ Amiat Horowitz, một người gắn bó sâu sắc với Việt Nam, đã từng cho ra rất nhiều bài viết khách quan về cách phòng chống dịch của nước ta. Gần đây, ông đã có thêm một bài viết nói về các kế hoạch tiêm chủng của nước ta cũng như cách mà các địa phương tổ chức sắp xếp để tiêm chủng cho người dân. Vậy cụ thể nhà báo này đã viết những gì trong bài đăng của mình? Các bạn hãy cùng Ai Việt Nam tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trong bài viết được đăng tải trên trang điện tử People World, nhà báo người Mỹ đã đăng tải bài viết với tựa đề Chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam tăng mạnh, phân tích về những chiến lược tiêm chủng của nước ta và những thách thức trước mắt. Mở đầu, tác giả đã nêu bật khó khăn nhất của chiến dịch tiêm chủng là mua đủ liều cho đất nước gần 100 triệu dân. Trở lại vào tháng 6, chính phủ đã thành lập quỹ vaccine để chi trả cho nhiều loại vaccine hơn mà mọi người có thể quyên góp qua tin nhắn văn bản hoặc chuyển khoản ngân hàng trực tuyến. Quỹ đã thu được hàng trăm triệu đô la từ các cá nhân và công ty trên khắp cả nước. Có thể việc đánh giá lập quỹ vaccine là một bước đi vô cùng khôn ngoan của chính phủ Việt Nam. Trong mắt bạn bè quốc tế, hành động này đã thể hiện được tinh thần đoàn kết dân tộc của nước ta. Tiếp theo, nhà báo Mỹ Amiat Horowitz đã gửi đến độc giả những dòng vaccine được nước ta chấp thuận đưa vào sử dụng. Và cho đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt 7 loại vaccine COVID-19 khác nhau được sử dụng trong nước. Trong đó, vaccine Abdala của Cuba sản xuất là loại vaccine mới tham gia vào danh sách này. Nó đã được nhận sự chấp thuận chỉ vào tuần trước. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy khả năng ngoại giao vaccine của nước ta đang diễn ra rất tốt khi đã được nhận sự trợ cấp và liên kết với nhiều quốc gia khác để cố gắng tăng tối đa lượng vaccine tiêm cho người dân. Khi vaccine đến trong nước, chúng ta được phân phối giữa 19.000 điểm tiêm chủng khác nhau trên toàn quốc, sau đó tổ chức tiêm chủng trong phạm vi quyền hạn của họ. Một trong những phương thức phân phối chính là thông qua chính quyền khu phố và phường trên cả nước. Các cơ quan địa phương này biết nhu cầu và hậu cần của cộng đồng của họ và có thể phân phối vaccine một cách có tổ chức và hiệu quả. Trong 2 tuần qua, khu phố mà tác giả sinh sống đã bắt đầu chương trình tiêm chủng và đã thực hiện một cách có tổ chức đúng quy củ. Chính sự chấp hành nghiêm túc của người dân và tốc độ tiêm nhanh chóng của từng địa phương đã gây ấn tượng rất tốt với bạn bè quốc tế. Cùng giúp sức với chính quyền, còn có cả sự góp mặt của các tình nguyện viên. Nhà báo Mỹ Amiat Horowitz đã có chia sẻ về chính trải nghiệm của bản thân khi tham gia tiêm chủng như sau. Đến trung tâm tiêm chủng, mọi người một lần nữa được chào đón bởi chính quyền địa phương và các tình nguyện viên từ cộng đồng và đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh đã giúp đỡ các thủ tục giấy tờ. Thậm chí có những người tình nguyện dịch cho bất kỳ ai không nói hoặc không đọc được tiếng Việt, từ lúc xếp hàng đến lúc được tiêm vaccine Sinopharm chưa đầy một tiếng đồng hồ. Đến cuối ngày, mọi người trong xóm đã được tiêm phòng, người ta không thể không ấn tượng về hiệu quả của cộng đồng làm việc cùng nhau. Mặc dù một số trung tâm tiêm chủng gặp nhiều khó khăn hơn và đường dài hơn, nhưng mà nhìn chung thì chiến dịch đã diễn ra suôn sẻ. Chính quyền thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu là tất cả người lớn ở thành phố 9 triệu dân này được tiêm liều vaccine đầu tiên ít nhất vào giữa tháng. Chỉ riêng vào ngày 13 tháng 9, hơn 1 triệu cư dân đã nhận được cú đánh đầu tiên của họ. Đến ngày 15 tháng 9, hơn 90% dân số trưởng thành của thủ đô được tiêm ít nhất một liều. Khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng quốc gia vào tháng 6, chỉ có khoảng 2 triệu người được tiêm liều đầu tiên. 4 tháng sau, con số đó hiện là hơn 26 triệu, với gần 6 triệu người được tiêm chủng đầy đủ. Đây là những con số biết nói về hiệu quả của quá trình thực hiện tiêm chủng của nước ta, khi đã có thể thành công trong việc tạo miễn dịch cộng đồng. Cuối bài viết, tác giả đã nêu ra những khó khăn trong nước tháng cuối của đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư tại Việt Nam, với tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết, cả nước đã bị khóa chặt trong nhiều tuần, và ở một số nơi tại miền Nam, tâm chấn của đợt bùng phát hiện nay trong hơn 2 tháng và mong muốn của ông cũng như toàn bộ người dân Việt Nam là hãy chung sức đẩy lùi dịch bệnh khỏi nước ta. Nhà báo người Mỹ cũng không tiếc lời khi gọi nước ta là nơi an toàn nhất thế giới. Ông cũng bày tỏ sự thắc mắc của mình, tại sao một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại là nơi an toàn nhất thế giới và tại sao COVID-19 lại có thể có ở Việt Nam.
nhà báo Amiat Horowitz bày tỏ, là một người Mỹ sống ở Việt Nam, nhiều bạn bè và gia đình ở Hoa Kỳ đã lo lắng cho sự an toàn của tôi trong thời kỳ đại dịch toàn cầu hiện nay. Tôi đã nhận được các cuộc gọi và tin nhắn hỏi về tình hình ở đây. Tất cả đều ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng tôi rất biết ơn khi được ở nơi an toàn nhất thế giới. Câu hỏi của họ luôn là, làm thế nào lại được như vậy? Câu trả lời của tác giả đưa ra cũng vô cùng đơn giản. Chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam đã coi việc ngăn chặn sự lây lan của virus là ưu tiên số 1 của họ ngay từ ngày đầu tiên. Mọi thứ khác đứng thứ hai. Và không chỉ ca ngợi cách tổ chức, sắp xếp khâu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân vô cùng hợp lý, nhà báo Amiat Horowitz còn từng viết về công cuộc góp sức chống dịch của Việt Nam ta. Đồng thời so sánh với các công tác phòng chống dịch bệnh bên Mỹ, COVID-19 bắt đầu lan truyền ngay khi hàng triệu người dân Việt Nam lên đường về quê ăn Tết. Ngay lập tức, chính phủ bắt đầu có những hành động rõ ràng. Các trường học đóng cửa, các biển báo đã xuất hiện xung quanh thành phố và thông báo được đưa ra trên bản tin yêu cầu bất kỳ ai đã từng đến Vũ Hán hãy liên hệ với Bộ Y tế để được xét nghiệm. Chính phủ đã ra mắt một trang web để người dân khai báo lịch trình di chuyển và tình trạng sức khỏe hiện tại của họ. Các dịch vụ y tế công cộng cũng ngay lập tức tăng lên. Bất kỳ ai nhận phòng khách sạn hoặc đến cơ sở y tế đều được giao tờ khai sức khỏe và được đo nhiệt độ. Tại lối vào của các siêu thị, mọi người được đo nhiệt độ và ghi lại trước khi mua sắm. Bất cứ khi nào một người nào đó được phát hiện bị nhiễm bệnh, bất kể triệu chứng của họ là gì, họ ngay lập tức phải nhập viện. Khu vực lân cận của họ bị cách ly và chính quyền liên lạc với bất kỳ ai mà người đó đã tiếp xúc để theo dõi y tế. Và đáng chú ý, chi phí y tế của tất cả công dân Việt Nam đã được chính phủ chi trả và bất kỳ ai trong diện kiểm dịch đều được cung cấp thực phẩm miễn phí hàng ngày. Khẩu trang và nước rửa tay miễn phí đã có mặt trên khắp đất nước. Trước đây, nhà báo người Mỹ cũng đã từng có bài đăng nói về việc phối hợp phòng dịch, chống dịch của nước ta với tiêu đề của, do và vì dân. Chống lại COVID ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Tác giả nói, để đối phó với khó khăn bùng phát COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam đã được kêu gọi giúp đỡ. Các binh sĩ từ quân đoàn được cử đến để hỗ trợ các nhân viên y tế làm việc quá sức trong thành phố, trong khi các binh sĩ khác được cử đến để giúp phân phát thực phẩm và các vật dụng cần thiết cho những người không thể mua sắm. Nhìn cảnh những người dân biết ơn nhận lương thực từ quân đội của nước họ, tôi thấy mình liên tưởng đến cụm từ chính phủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà báo Amiat Horowitz cũng bày tỏ khi ông thấy chính phủ Việt Nam huy động mọi nguồn lực của mình để giúp đỡ những người dân bị đại dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã thấy thực tế của một chính phủ sống theo tiêu chuẩn nói trên. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình để chăm lo cho nhân dân cả nước. Mặc dù nhu cầu hậu cần đáng kinh ngạc và chi phí tài chính khổng lồ cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một thành phố 9 triệu dân, nhiệm vụ này vẫn phải được thực hiện. Tác giả cũng dành lời khen cho nước ta khi nói mặc dù thực tế Việt Nam không phải là một quốc gia giàu có, nhưng mọi thứ mà chính phủ có thể làm cho người dân đều đang được thực hiện, chỉ đạo vô cùng tốt. Bên cạnh việc đánh giá tích cực về công tác phòng chống dịch ở nước ta, nhà báo Mỹ cũng so sánh với tình hình ở Hoa Kỳ. Một lần nữa, đại dịch đang hoành hành, trong khi chính quyền ở một số địa phương không làm gì để làm chậm sự lây lan của nó. Số lượng người vô gia cư đang tăng vọt, mọi người đang bị đẩy vào tình trạng hủy hoại tài chính vì nợ y tế. Tại quốc gia giàu có nhất trên trái đất, các cơ quan chính phủ tranh cãi về việc giúp đỡ người dân Mỹ ít như thế nào nếu có. Câu hỏi được đặt ra bởi một nhà báo, một con người đến từ chính đất nước Mỹ là tại sao chính phủ Hoa Kỳ không thực hiện được các mục tiêu dân chủ được đề ra trong bài phát biểu của Lincoln? Điều này được tác giả lý giải do chủ nghĩa tư bản ở Hoa Kỳ rất khác so với định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang theo đuổi. Có thể thấy công cuộc phòng dịch và dẹp dịch ở Việt Nam ta luôn nhận được sự quan tâm, khen ngợi và chia sẻ tới từ các nước bạn trên thế giới. Và để làm được điều này, Đảng, Nhà nước và toàn dân đã đổ không ít mồ hôi, công sức và nỗ lực suốt chuỗi ngày dài. Qua điều này, chúng ta nên thầm cảm ơn vì ta đang được hưởng những đặc quyền vô cùng ưu ái mà chỉ ở Việt Nam mới có được. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!